Câu chuyện chú vịt xám. Vịt mẹ dẫn vịt con đi chơi. Trước khi đi, vịt mẹ dặn: các con phải đi theo mẹ, theo đàn, không được tách ra, đi một mình mà con cáo ăn thịt đấy. Đàn vịt con vâng dạ xối xít. Vừa ra khỏi cổng làng, chú vịt xám đã quên ngay lời mẹ dặn. Chú lén đi chơi một mình, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng, chú đến một cái ao có rất nhiều tôm cá. Đứng trên bờ nhìn xuống, chú thấy từng đàn cá tôm bơi lội tung tăng dưới nước. Thỉnh thoảng, một con tôm cong mình nhảy tanh tách. Thích quá, chú nhảy xuống mò lấy, mò để. Lúc ăn đã gần no, chú mới nhìn lên, chẳng thấy vịt mẹ đâu cả. Hoảng sợ, chú nhảy lên bờ, gọi mẹ ầm ĩ: vít vít, vít vít. Gần đấy, có một con cáo đang ngủ. Nghe tiếng vịt kêu, cáo liền nhóm dậy. Nó lẩm bẩm: chà chà, vịt non ăn ngon lắm đấy. Hôm nay mình sẽ được một bữa thịt vịt thật là ngon. Nói rồi, cáo đi nhanh ra phía bờ ao. Khi cáo vừa ra đến nơi, thì cũng là lúc vịt mẹ tìm thấy vịt xám. Trông thấy vịt xám, vịt mẹ vội vã dẫn vịt xám nhảy tung xuống ao. Thế là vịt xám thoát chết. Từ đấy, vịt xám không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn.